hoàn toàn là không có dây giết các thứ, nó hoàn toàn kết nối với nhau qua kiểu gài. Cái này khi mình lắp ráp thì mình đến tí là khi mình xuống ấy, nếu mình không quen ấy, thì nên vặn rất là từ từ và chậm, rất dễ chọc vào ráp đúng không? Đã có trường hợp là nắp vào ráp khi bật mạnh quá nó sẽ bị giò nước. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hacom Linh Đàm. Vâng, nếu mà xét trên gọi là sự xuất hiện trên kênh YouTube của Hacom thì có lẽ là không ai vượt qua được Hacom Linh Đàm rồi. Ở đây có rất nhiều những vị khách đặc biệt và build những bộ máy từ lớn cho đến nhỏ. Và ngày hôm nay thì Phương lại có mặt ở đây và trên tay Phương đang có một cái phiếu xuất với một đơn hàng trị giá 43 triệu đồng. Nếu mà xét trong thời điểm cách đây khoảng vài tháng thì đơn này chắc phải dao động lên khoảng 6 mấy triệu thôi. Đấy, thì bây giờ thì Phương sẽ cùng với một anh kỹ thuật nữa lắp đặt, và bây giờ thì trước khi đó thì Phương sẽ phải đi lấy hàng cho anh ấy đã, để anh ấy ở bộ phận kỹ thuật thì anh ấy sẽ lắp ở chỗ kia nhá. Còn bây giờ thì sẽ cùng theo chân Phương lấy hàng trực tiếp, lấy từng cái linh kiện ở trong bộ máy này để lắp cho anh khách. Anh khách sẽ là anh Linh ở Định Công Hoàng Mai, rất là gần đây thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với linh kiện quan trọng nhất của bộ máy tính, đó là CPU nhá. Đây, sản phẩm anh ấy lựa chọn sẽ là một chiếc CPU thế hệ thứ 12 của Intel, đó là i5-12600K. Con này sẽ có 10 x 16 luồng, đánh giá rất là tốt trong một bộ máy tầm trung như thế này. Rồi tiếp theo, đi với CPU Intel thì chúng ta sẽ đến với cạc màn hình nhá. Hôm nay bật mí cho mọi người sẽ là một gọi là một bộ PC full trắng đấy, gần như là thế. Rồi, một chiếc cạc màn hình 3060 nhá của iGame, một chiếc cạc màn hình 3 fan màu trắng. Vậy thì tiếp theo linh kiện nào sẽ là màu trắng nữa đây? Đó chính là mainboard. Đây, một chiếc mainboard màu trắng nữa. Rồi, thiết nghĩ phải mang một cái giỏ hàng ra đây để cầm cái đống này. Một chiếc mainboard của MSI, đó chính là MAGB660 mở Mota DDR4 Wi-Fi. Đó, thì con này sẽ là RAM DDR4 và có Wi-Fi. Ôi dạ, nhiều đồ phết rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đến với, để mình xem đơn nào. À đây rồi, chúng ta sẽ đến với tản nhiệt. Anh ấy sẽ sử dụng tản nhiệt nước All-in-One của Lienli nha mọi người nhá. Rồi, cho phép để bên này được không ạ? Đây, tản nhiệt nước của chúng ta All-in-One của Lienli 240 này, có RGB luôn nhá. Đáng nhẽ nếu mà gọi là đồng bộ ấy, thì chúng ta sẽ lấy một cái fan cây của Lienli, nhưng mà bởi vì là hiện tại thì tại Hacom Linh Đàm đang hết mất fan cây của Lienli màu trắng, thế nên là chúng mình với cả anh khách đã thống nhất với nhau là sẽ lựa chọn một cái fan cây màu trắng nhưng mà của hãng khác, đó là của Cooler Master. Đây nha, vẫn là màu trắng. Thế thì hơi bị một xíu sự việt hà là các bạn sẽ phải chỉnh LED bằng hai phần mềm, nhưng mà không sao, tất cả đều đồng bộ màu trắng là được rồi. Khá là nhiều đồ rồi, thế nên là mình sẽ nhờ anh nhân viên này hỗ trợ em ơi. Anh về hộ em ra cái chỗ bàn lắp nhá. Bây giờ em lấy thêm một xíu linh kiện nữa. Thank you anh. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến những cái linh kiện nhỏ hơn, dễ cầm hơn nữa nhá. Sẽ đến với RAM với cả là SSD này, cái nó ở vị trí bên này. Đây sẽ là kit RAM mà anh Linh của chúng ta sử dụng trong bộ máy ngày hôm nay. Đến từ G-SKILL đúng không? Children Z này. Con này sẽ là DDR4 bớt 3600 và dung lượng là 32GB nhá. Đó. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái ổ cứng KC3000 này. Ổ cứng SSD của Kingston. Con này sẽ có dung lượng là 512GB như mọi người thấy ở đây. Anh ấy, cái này thì chủ yếu là để cài Win với là khởi động các thiết bị thôi. Còn bây giờ thì chúng ta phải có một cái ổ cứng HDD nữa để anh ấy còn lưu trữ file với cả lưu trữ được nhiều game hơn. Và đây chính là chiếc chuột màu trắng nữa trong combo PC màu trắng của chúng ta ngày hôm nay, đó là G102 của Logitech. Một em chuột với form, hình như Hoàng cũng có một cái con chuột gần giống form như này, nhưng mà nó sẽ là màu xanh. Đấy, thì hôm nay khách chúng ta lựa chọn màu trắng để phù hợp với bộ PC. Bây giờ là mình sẽ vào lấy nốt những đồ còn lại, đó là vỏ cây với cả nguồn nữa là xong. Đây là kho ở tầng 1 của Hacom Linh Đàm. Đấy, trong này thì sẽ cái kho dưới này thì sẽ không to bằng kho ở trên tầng 3. À tầng 2 chứ. Trong này thì mình sẽ lấy nguồn trước nha. Đây, mình sẽ lấy nguồn đó là Hydro G Pro 750W cho bộ máy của chúng ta ngày hôm nay. Và mình đang đặt trên luôn cái vỏ cây. Vỏ cây anh ấy sẽ lựa chọn đó là D40, một vỏ cây có kích thước là ATX và cũng màu trắng mọi người ạ. Và còn thiếu một linh kiện rất là quan trọng nữa, đó là anh ấy còn cần có một chiếc HDD cỡ 1TB để còn lưu trữ game với cả lưu trữ nhiều cái file hơn. Và nếu mình không... mình chắc chắn là mình nhớ đúng luôn. Đó là cái con Seagate Barracuda này thì mình đã từng review ở trên Hacom Quick Review rồi. Nếu mọi người muốn xem về các thông số của nó thì có thể lên trên đó nha. Con này thì có dung lượng là 1TB. Bây giờ bê cái đống này ra là bắt đầu lắp thôi. Trên đây
thì đã là đầy đủ tất cả các linh kiện từ vỏ cây cho đến những linh kiện nhỏ này. Và lúc nãy thì anh Linh có gọi điện cho mình, anh khách ấy, có gọi điện cho chúng mình và có mua thêm một chiếc màn hình nữa của Acer, đó là Acer Nitro. Con này thì sẽ là 27 inch này, IPS này và Full HD. Mã của con này như là VG270 đúng không anh? VG270. Okay. Và thêm thêm hai cái pad chuột nữa, quên mất. Chắc là một cái pad chuột cho bàn phím này của Dairu với cả một cái pad chuột nữa. Của gì đây? Em không đọc được cái chữ này. Đây là bàn pad chuột của Sharp nhé. Đấy thì chắc là hai cái pad chuột này để dùng một cái để kê bàn phím với cả một cái để làm pad chuột. Ok thì bây giờ anh Quân của chúng ta sẽ là kỹ thuật ở Hacom Linh Đàm sẽ cùng với Phương lắp bộ PC này. Đấy, trên bàn của chúng ta đang là một chiếc main màu trắng rồi. Con này thì sẽ có 1 này, 2 này, 3. 3 khe PCIe mọi người ạ. Và hai chỗ để thẻ nhớ SSD này. Hai khe M2 đúng không anh? Con này có một khe M2 4.0 nhé. Một khe M2 4.0. Đúng rồi, một khe M2 4.0. Và con này là nắp được 4 RAM và có tích hợp Wi-Fi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với CPU nào. Anh Quân của chúng ta là lần đầu lên hình nên còn bỡ ngỡ mọi người ạ. Chứ bình thường kỹ thuật là Hacom lóc nhoáng cái là xong. Còn quay về đội studio thì sẽ áp lực hơn một xíu. Lắp tiếp theo là anh sẽ lắp đến ổ cứng đúng không? Đấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ lắp luôn cái khe đầu tiên. Khe này là khe 4.0. Dùng hết tốc độ của con SSD. Với 512GB SSD như thế này thì chắc chỉ để cài Win với cả một vài cái ứng dụng phần mềm các thứ thôi. Còn những cái file lưu trữ nặng như kiểu là game hay là file ví dụ như anh ấy làm về có làm về multimedia một chút chẳng hạn thì anh ấy có thể lưu ở cái ổ HDD kia, thì ổ đấy lát nữa thì chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào vỏ cây. Một số file nặng mà mình thực sự mà cần tốc độ ấy có thể là lưu trên SSD này, tại vì 512GB thì hoàn toàn có thể là lưu được những file nặng. Hệ thống Win của mình thì khoảng tầm 150GB thôi, nó có thể dùng được thoải mái rồi. Thường những chiếc main tầm cao cấp như này trở lên thì đều sẽ có sẵn tản nhiệt rồi. Anh Quân ở bộ phận kỹ thuật thì trung bình Hacom Linh Đàm thì một ngày lắp mấy bộ máy? Trung bình khoảng tầm từ 3 đến 4 bộ máy. Ôi, một ngày ạ? Còn trước kể có thể một con laptop các thứ mình cài đặt cho khách nữa. À đúng rồi, sẽ cài đặt Win với cả những cái phần mềm, những cái ứng dụng cần thiết cho khách đúng không? Tiếp theo là theo quy trình là sẽ đến RAM đúng không anh? Đúng rồi, mình sẽ lắp RAM trước. Nhưng đối với các tản điện lớn như thế này thì có thể mình lắp gông trước để tránh hợp khi mình lắp có thể nó gây ra sốt RAM hoặc có thể nó không vừa. Lúc đấy mình sẽ điều chỉnh cấn đúng không ạ? Bị cấn RAM vào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tản nhiệt của Lenly trước, Only One. Mình sẽ lắp gông trước mà khi lên cây mình vẫn là mình lắp thêm tản và thêm giáp vào. Tại vì em với Hoàng thỉnh thoảng build PC ở trong livestream ấy thì những bộ đấy thì thường là buổi chiều bắt đầu mới có hàng của hãng gửi đến thì bọn em có thể lắp trước, nhưng mà thỉnh thoảng là nó vẫn có trường hợp là phải tháo cái tản nhiệt ra hoặc lắp đi lắp lại rất là nhiều lần, ví dụ bị cấn RAM hay là bị cấn về cái phần tản nhiệt ở đây này. Nói chung là nhiều lắm nên là chúng ta cứ phải căn trước đã cho nó thời gian lắp thấp nhất có thể, ngắn nhất có thể. Thường thì em thấy những chiếc main của ví dụ như là AMD thì nó sẽ có sẵn gông luôn ở đây. Sẽ gông luôn của AMD. Và đi theo thì chúng ta phải lắp thêm vào đã. Cái này chỉ có một lớp keo để dán đây nhé, dán thẳng luôn. Thực ra đúng hơn nó như kiểu băng dính hai mặt mọi người ạ. Đấy là băng dính hai mặt 3M. Bình thường là mình lắp là mình cứ phải căn. Ví dụ một tay đỡ ở bên dưới đúng không? Để căn thì bây giờ có cái phần băng dính đấy mình dính luôn, nó cố định luôn. Thì mình lắp nó sẽ dễ dàng hơn. Cố định luôn vào đây. Khi mà trong trường hợp ví dụ mình cần vệ sinh chai keo ấy, mình tháo các gông này ra thì cái đế này của mình không bị rơi. Nếu mà mình không có băng dính keo này thì khi mình tháo ra phát là cái gông này nó lại tuột ra. Đúng rồi. Sẽ rất bất tiện khi đúng rồi. Mà có khi là phải tháo cả mặt hông cây ra để mình vệ sinh chai keo. Rất bất tiện cho người sử dụng. Em thấy có một số main là họ sẽ để sẵn luôn là hai lỗ ốc để lắp được luôn cả 1700 và 1200. Đấy là cái dòng main đấy thì nó rất là ít. Nó không đặc trưng cho cái dòng này. Thường Intel chỉ có thiết kế là một chân thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ lắp đến RAM đúng không ạ? Lắp xong gông là bây giờ sẽ lắp RAM. Thì khi mà mình lắp RAM ấy, mình ưu tiên là khe 2 và khe 4 nhé. Đặc biệt với một số dòng main của MSI khi mà mình lắp RAM mà mình lại lắp 1.3 trước thì main nó sẽ báo luôn. Mình ưu tiên phải lắp 2.4.
Đôi ram này thì cũng rất là đẹp mọi người ạ. LED của G-Skill với cả cái thiết kế của nó khá là hầm hố. Ok, bây giờ đến đây là mình sẽ mở vỏ cây ra. Và đây là chiếc vỏ cây Zonmo D40. Và con này là màu trắng. Nó sẽ có chân nhé mọi người, nhưng mà chân nó đang để sẵn ở trong cái vỏ cây này rồi. Và tí nữa khi mà anh Quân lắp thì anh Quân sẽ lắp thêm 4 cái chân ở đây nữa để mọi người kê lên. Rồi bây giờ anh sẽ đưa main vào đúng không? Đây anh tháo ra đây trước đi. Có cái súng bắn này tiện hơn rất là nhiều nhỉ. Nhanh hơn. Cái vỏ cây này cũng đã xuất hiện ở trên livestream của Hacom khá là nhiều lần rồi. Những lần mà chúng mình build những bộ màu trắng tầm trung thì đa số sẽ lựa chọn vỏ cây Zonmo D40 này. Anh đánh giá như nào về airflow của cái vỏ cây này? Con này thì mình thấy nó rất là còn nhẹ nhưng mà nó rất là thoáng. Thoáng á? Bên hông của nó, thường thường các vỏ cây bên hông thì kiểu nó kín hết đúng không? Kín hết. Con này là sẽ có một lớp thoáng khí và có một lớp lưới lọc ở đây để tránh bụi vào vỏ cây của mình. Cái này là hấp đúng không anh? Cái này là hấp. Cái này hấp là dùng để điều chỉnh màu, để cung nguồn cho LED RGB. Nhưng con này của mình cũng có thể là mình sinh trực tiếp vào main luôn. Và dùng phần mềm của MSD để mình chỉnh màu. Tức là mình sẽ dùng thao tác tất cả thứ là trên phần mềm, trên máy tính mình. Của chiếc main MSI thôi là được đúng không ạ? Không cần phải tải thêm một cái phần mềm của Cooler Master nữa. Khá là tiện. Sao anh phải tháo cái đấy ra? Thực ra đối với các vỏ cây thường người ta sẽ thiết kế là để cho các cái main size full ATX. Thì mình phải chỉnh lại ốc, chỉnh lại các cái đế này này để cho phù hợp với cái main của mình. À, anh cho nó lên trên này đúng không? Chính xác. Để main của mình là MSX mình phải lắp cho nó phù hợp. Thực ra em rất thích lắp những chiếc main nhỏ hơn ở trong cái thiết kế cây nhá, để nó không bị chật quá ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho chiếc main này vào trong vỏ cây Zonmo D40 Wide này của chúng ta. Bây giờ thì chiếc main của chúng ta đã nằm gọn ở trong cái vỏ cây rồi. Và chiếc ống main của cái main MSI này mình thấy khá là ổn, bởi vì sẽ có tặng kèm gioăng để các bạn lắp vào ốc, như thế nó sẽ bảo vệ main, bảo vệ linh kiện các thứ tốt hơn. Đấy, gioăng của ốc đó mọi người. Hiện tại thì anh Quân sẽ lắp ổ HDD vào vị trí này, sau đó thì chúng ta sẽ lắp đến những chiếc phần cây này đúng không anh? Đối với những dây Vega ấy, đối với những Vega mà có hai có nguồn 16 pin tức là 208 pin thì nên ưu tiên là lắp hai dây khác nhau, tức là hai dọc khác nhau cấp cho Vega. Mình không nên cắm hai đầu này, nó sẽ gây quá tải cho dây và quá tải cho nguồn. Tốt nhất là cắm hai dây khác nhau. Với chiếc vỏ cây này thì nguồn sẽ được treo ngược lên trên này mọi người, thay vì để bên dưới. Đó, đây ốc đây anh ạ. Thế thì tản nhiệt của chúng ta sẽ là lắp cuối cùng đúng không? Liên ly sẽ lắp cuối cùng. Lắp nguồn xong, mình sẽ đi dây này ở đây, đưa đi dây cho CPU ở đây. Sau bắt đầu mình mới luồn dây để lắp tản nước. Tại vì khi như thế nó sẽ rất gọn dây và xong. Nó bị vướng lúc cắm. Chính xác. Em đã có mấy lần là cắm xong hết tản rồi bắt đầu luồn, bắt đầu cắm dây CPU. Trời ơi, nó khó kinh khủng. Không nhìn thấy gì để cắm luôn á. Để thêm một cái dây nguồn phụ của SATA nữa. À, SATA D2 ạ. Em mới lấy một dây. Để có thể may sau là khách hàng sẽ lắp thêm cái ổ cứng. Bởi vì nhu cầu mọi người rất là cao thì không chỉ có một hạ ổ cứng là thôi là đủ, có thể khách hàng may sau nâng cấp thêm một đến hai ổ cứng nữa, hoặc có thể lắp thêm những gọi là phụ kiện cho PC. Sau khi mà đi xong dây nguồn CPU thì chúng mình sẽ lắp đến chiếc tản nhiệt đất All in One của Lianli này, để cho đỡ bị khó khăn trong việc cắm cái dây nguồn CPU đấy. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là mấy chiếc giác? Hai chiếc quạt, hai chiếc fan. Cái quạt này là không có dây mà kết nối với nhau bằng một cái kiểu gài. Nói chung là em thấy cái kiểu thiết kế này rất là tiện nhá. Đây này, chỉ cần gài hai cái này vào với nhau thôi. Em mong là tất cả mọi thứ này được thì kết nối với nhau kiểu một là ví dụ dính liền với nhau thì như này. Còn không thì không dây hết thì nhỉ. Đấy, anh phải cho nó vào dây. Đúng rồi. Hoàn toàn là không có dây giết các thứ, nó hoàn toàn kết nối với nhau qua kiểu gài. Mình cái có này... thể rất nhiều option để nắp, có thể nắp ngang, nắp dọc, tùy trình.
Em với Hoàng lắp cái này một vài lần rồi. Nói chung lần nào lắp cũng phải khen lại cái này hết. Thích. Cái này mà khi mình lắp ráp ấy, thì mình đến tí là khi mình còn xuống ấy. Nếu mình không quen ấy, thì nên vặn rất là từ từ và chậm. Rất dễ chọc vào ráp đúng không? Đã có trường hợp là nắp vào ráp khi bật mạnh quá là sẽ bị giò nước. Thực tế thì anh nắp súng nó quen này, cũng kiểu nghiện đấy. Bây giờ tao tô với ngại lắm. Cứ phải vặn. Hiện tại thì chúng mình đã lắp đến chiếc cảm màn hình rồi. Đây là cảm màn hình của iGame RTX 3060. Thì con này nó cũng không phải là một hãng quá là phổ thông, nhưng mà mình thấy là cái phần thiết kế của nó đẹp anh nhỉ, tương đối đẹp, nhìn khá là lạ. Rất là dày, chắc chắn. Xem thấy nó nhẹ ta. Nhẹ. Nhưng mà em thấy là nó đẹp. Em thấy nó không quá nặng tay nhưng mà nó đẹp. Nó rất là thoáng. Các con cạc thông thường nó chỉ khoảng tầm nửa của cái tàn, khoảng tầm 2/3 đến một nửa so với con cạc này thôi. Thân mến, mình với anh Quân đã lắp xong bộ máy dành cho anh Linh ngày hôm nay rồi, và anh ấy cũng đã đến đây để có thể là chiêm ngưỡng chiếc máy cũng như là chuẩn bị dinh em ấy về nhà. Thì trước khi mà anh ấy về nhà thì xin phép anh Linh là phỏng vấn anh một xíu ạ. Đầu tiên anh chia sẻ với mọi người một xíu là tại sao anh chọn cái bộ máy này về với mục đích sử dụng như thế nào ạ? Mình học 3D và cũng có một chút 2D thì chỉnh sửa cắt ghép video. À, là chủ yếu là về làm việc đúng không ạ? Không biết là anh Linh có giải trí chơi game hay gì không ạ? Mình thì mình không chơi. Là con người của công việc luôn đấy ạ. Vậy thì anh có thể nhận xét một chút đây, khi mà nhìn thấy cái chiếc máy full trắng của mình như này này, cảm nhận của anh như thế nào? Rất đẹp ạ. Đây có phải là đầu tiên mà anh đến với Hacom hay là trước đấy anh đã từng sở hữu một số đồ công nghệ của Hacom rồi? Mình thì mình cũng mua linh tinh thôi. Thì trước, tại vì trước là chưa có cửa hàng ở đây. Ở đây là ở Linh Đàm, nhà mình cũng ở gần đây thì đi làm đi qua đây thì thỉnh thoảng thấy, thì lần này là cũng tiện quá thì qua đây điêu luôn. Vâng, đó chính là mục đích mà Hacom muốn là mở rộng chi nhánh ra khắp toàn quốc để có thể phục vụ tất cả khách hàng và giúp tiện nhất. Anh Linh ở Định Công đúng không ạ? Thì Định Công thì sẽ ra đây gần hơn là những cái cơ sở khác đúng không ạ? Vậy thì lát nữa thì anh sẽ tự chở cái bộ PC này về hay là anh sẽ để cho nhân viên của Hacom chở về ạ? Mình có háo hức là chở về luôn không ạ? Có, mình cũng đợi từ trưa rồi mà mình cũng tự chở thôi, bởi vì là ở nhà cũng chưa set up được cái góc để máy. Về thì cũng chưa sử dụng luôn. Dạ vâng, nếu mà anh cần thì anh cứ đề nghị các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ mình là giao chiếc máy này cũng như là chiếc màn hình. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Linh ngày hôm nay đã lựa chọn là Hacom Linh Đàm để có thể build cho mình một bộ PC thực sự là rất là đẹp đúng không quý vị? Nói chung đồ công nghệ ở màu trắng thì rất là tuyệt vời rồi, nhìn cái là sáng hết cả góc phòng, với cả anh lựa chọn những chiếc fan cũng RGB các thứ, nói chung là em nghĩ là nếu mà chơi một tí gaming là hợp lý đấy ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh sẽ có những trải nghiệm thật là vui vẻ trên chiếc máy này, một công việc làm việc cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn anh. Và trên đây thì cũng là những lời cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi. Và rất là hy vọng những khách hàng tiếp theo đến với Hacom thì đều có thể cảm thấy rất là hài lòng với những bộ máy hay là những cái sản phẩm mà chúng mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Và hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like và subscribe kênh YouTube của Hacom nha. Còn bây giờ thì xin anh Linh cùng chào với em nhé. Xin chào mọi người.